Rồi hello, xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Lâu lắm rồi, khoảng 2 tuần rồi. Bây giờ mình mới đi đến bờ kè đá đây. Vì 2 tuần trước thì mình có việc bận nên là mình không đi được. Nên là lâu lắm rồi mình không ra video cho mọi người xem. Hôm nay thì nghe anh em ở người bản địa ở đây họ báo là nên cá mè hôm nay rất nhiều, nhưng mà mình vừa dứt xong công việc cái là mình đến đây ngay để xem tình hình nào nhé. Đây đông vui lắm rồi, mọi người đang mạng cá đấy, mạng cá mè đấy. Ôi ơi anh em à, anh à, ôi ơi, đại cát thắng hôm nay anh thắng thu hoạch nhiều lắm à. Bây giờ mới xong việc anh ạ. Ui, nhiều cá lắm hả? À, có anh thắng con Lan à? Ui dồi ôi, sướng nhở? Đấy, kỷ niệm em qua đây em có thắng. Đấy à? Rồi. Anh Vũ có hả? Đây, bữa nào cũng có quả đây. Có quả rồi đi. Vũ, Vũ hôm nay có không? À đấy à, ông Cương kia. Ông Cương hôm nay nhiều lắm hả? À đấy à. Rồi. Ui dồi, sướng nhở. Thế mọi hôm có nhiều cá này không hả anh? Hôm nào chả nhiều thế. Hôm nào chả đi ấy. Chúng mình đến 20 hôm nay rồi. Bao nhiêu hôm rồi? 20 hôm. 20 hôm rồi, hôm nào cũng nhiều. Ta hết vô sông. Mấy cái sông, biển đấy nó cũng... Đây, đây, đây. Đây đi từ túi này. Nhiều đấy ạ. Ui dồi ôi. Nhiều thế. Chỗ này phải mười mấy con à. Mười mấy con. Ui dồi. Bây giờ mạng vẫn được anh? À nó lại ra xa à? Anh em đều được nhiều hết à? Ui dồi, nhiều giỏ nhờ. Văn Long được mấy con này Văn Long ơi? Nhiều lắm à? Ui dồi, cá nhiều, cá này nó chỉ vừa vừa thôi, nhiều lắm. Nhìn sướng mắt luôn. Ui nặng lắm. To phết đấy, sao còn nhiều con to phết nhỉ. Đâu à? Của anh Long, anh Long ui dồi, anh Long túi xanh à? Đầy ai đầy ạc nhỉ, nhiều thế. Ui nhìn đi. Sợ nhỉ. Vâng, đừng nói chuyện về cá với chúng tôi tập này được đấy. Khoảng 20 ngày rồi nhiều này á. Con mè này mè gì không? Con kia mè hoa. Mè hoa to ạ? Của ông à? Ui dồi, con mè này to này, con mè này sướng này. Con mè này nó là mè trắng mình nhỉ không nhỉ? Mè trắng to lắm. To không? Con này to thật. Cái này của em à? Được con mè to nhờ. Bây giờ thu đồ về đấy à? Em câu mấy hôm nay ở đây rồi? Nhiều lắm rồi. Tí nhấc giỏ cá này lên quay cho anh à. Đấy. À xem anh.
của anh và tiêu. Đánh tiêu hay là đánh lục đấy anh ơi? Đánh thứ à? Đây đây, cá đây rồi. Đây để anh chụp kiểu ảnh quá. À, hai túi à? Vũ lại tiếp tục đấy hả? Nhiều nhờ. Bội du thật à? Nắm giỏ cá này. Ui dồi. Nặng tay luôn à. Cương nhiều không Cương? Đổi cá. Đổi cho anh em làm to to này về cứu bố vợ sướng. Hai anh em hai túi này nữa. Ui dồi, sướng nhỉ. Để làm chụp kiểu ảnh á. Để anh chụp kiểu ảnh á. Đây nhìn con to to ấy, đấy đúng rồi. Con to này chỉ được tí nào thôi. Bắt được mỗi con to này, mấy con đây. Đây con này. Con này cầm luôn theo. Cho chất rồi. Anh cơ. To à nhờ. Cương hôm nay được nhiều không Cương? Thì em có tô mè đâu. À. Sát hàng à, hôm nay sát hàng có được không? Hai túi mới gần chục con này. À. Thế mai mình lại đi câu được ấy nhỉ? Anh bây giờ là đi câu là đúng bảng. Mai chắc vẫn còn đúng không? Đây. Đây 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 là anh em đánh lục hay là đánh mạng ấy? Mạng hết. Đánh mạng hết. Sợ nhỉ? Nhìn ra cá sướng thế. À lưỡi phải bồi thêm mấy ở Vũ ơi. Cho thêm thì à. À tí mình xuống mạng được ấy nhỉ. Nhưng hôm nay có nhìn. Hôm nay có nhìn thấy thấy nó nổi không ở Cương ơi? À sóng này khơi. Sóng này thì không nhìn thấy nó nổi đúng không? Chứ còn không thì nhìn thấy nó nổi đám rồi đấy anh. Vâng. Và... À sóng này thì nó dồn về đây anh. Nó không động, nó đầu mình cứ dây kéo cá nó không biết. Nó vút nó không biết. Nó im bắt nó biết nó chìm hết. Lặng hết. Như này mạng một lúc là mình mệt hơn nó chứ nhỉ ông nhỉ? Thế mà bọn kia nó bạn được lúc từ trưa hết chiều. À. Thế bây giờ mới nghỉ. Hai cậu đấy à? Tất cả đây luôn. Ờ, à, mạng mệt lắm. Và không đơn giản đâu. Ui giời. Đi đâu rồi? À lắp đây lưỡi độ đây. Lưỡi độ thêm chì. Nhà cho nó chết bố ơi. Và lưỡi độ thêm chì để cho nó nặng này vút xa nhỉ. Tôi mang về để lốc cái chua để làm gì? Thế Cương mấy hôm mà câu chán mẹ chuyển sang hàng à? À. Hôm nay nó lại dồn sang bên này hay có hôm nó có ở bên kè dưới không? Bên dưới hôm nay không được mẹ, hầu như không được. Nhưng mà kè trên này hôm nay đánh được mạng được hay là hôm nào cũng có? Mấy hôm nay đều đánh nhỉ? Ờ. Chú làm gì? Hôm nay hôm nào được mẹ? Này nó là mũi ương. Hả? Gọi là cá năng biển. À thế nhiều nhỉ? Nắm thật. Cái dây vào đây này. Đây pháo rồi. Đây mọi người mạng. Thank you.
hai con to đùng gì nữa. Anh hỏi ông ăn con nào bé nhất là cháu. Cháu nói thật không phải rút xương, lọc mỗi cái thân không thôi. Này, cái bố tay. Hả? Ui dồi ôi. Con to đùng to đùng ngon lắm. Đây là chú Long này nhá. Đâu con to kia kìa. Con này chết. Chết được. Đập luôn mà ra đập. Đập vẫn sống, Vẫn ngớp, chết rồi chết. To nhờ. Ui giời. Cá nhiều không? Sướng nha. Nhiều thật. Đâu đây bắt ba con đấy, bốn con em nhỉ. Đây của ông Cương luôn này. Cá to đấy Vũ ơi. Cá sông chứ cá đâu vậy đã. Giờ giỏ của Vũ ngoài kia đây. Giờ đi xách giỏ tôi lên. Nhiều lắm à? Có ba con mè, hai con vẹt với cả một con rô. Con nào to nhất sao vậy? Xem giỏ cá của Vũ rồi. Cái cần này là cần chuyên để mạng à? Thu đầu vào. Nhưng hôm nay có mỗi Vũ với cả Cương ngồi đây rồi. Mẹ nó lại ở bên đấy nhiều đấy nhỉ? Tôi ăn ở với ông thế nào mà ông làm còn mỗi ông lé rúa tôi mẹ lỗi cây cái ga kia. Đi ngay rồi. Cá của Vũ đây. Cũng nhiều đấy. Nhiều lắm. Mấy hôm nay Vũ đều câu à? Đã nhờ, nhìn cá sướng thật đấy. Nhìn sướng luôn. Cũng nặng đấy chứ. Có ai bảo nhẹ đâu. Ôi cầm em hai kia lên nữa. Sướng thật đấy. Đúng này như ngày hội là hội cá. À uống Ngọc mang về vớt rồi à. Ui dồi. Đúng không? Thế mấy con này đổ ra đây là từ trước à? Để cho người ta. À. Nhưng người ta không lấy. Người ta xin. Bây giờ mới mang về thì người ta quan em người ta lấy. À. Nhiều. Bé, bọn này bé không đẩy đào bọn bên này. Không đẩy đào bằng cái kè trên đúng không? Kè trên to nhỉ. Rồi. Sướng quá. Ngọc tiếp tục mạng đấy à? Cương dạo này hay đi không Cương? Dạo này lại cứ rảnh lại ra à? Rảnh vẫn ra.
Hả? Tổng thể các anh em phải lên tạ à? Có khi hơn đi nhỉ? Đúng không? Có đâu cái mang về rồi đấy. Mỗi túi toàn chục cân nhỉ? Đúng không? Hơn tạ cơ, tạ mè thật. Mà hôm nay săn đen...